thưa quý vị, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Bình Trị, là cụ tù nhân trại tù Suối Máu ở K3. Thì cái bài này á, tôi ca để tự nhớ lại một người bạn của tôi. Anh này cái lời này là anh đặt ra cho cái bài của phóng tác theo cái bài của Mỹ, bài Proud Mary. Và quý vị nào mà nghe cái bài Proud Mary biết. Và cái thời gian mà ở trong tù á, anh nghĩ ra là chúng tôi có ba giai đoạn. Vô cái đoạn thứ nhất là chúng tôi phải làm bạn tự khai, và ở trong tù á, cái giai đoạn thứ gì á, là chúng tôi phải nấu bếp, phải có anh nuôi để mà nấu cơm để cho anh ăn, tất cả trại tù ăn. Và cái giai đoạn thứ ba là khi mà trở về là chúng ta sẽ anh em sẽ đi vùng kinh tế mới. Thì cái nhạc phẩm này dựa theo ba cái yếu tố đó để mà thành ra cái bài là bài Vũ Lý, bài gọi là Vũ Lý Proud Mary.